Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hằng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Chúa Hát Vì Bạn, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Sophoni chương 3 từ câu 14 đến câu 17. Hỡi con gái Sion, hãy hát to lên. Hỡi Israel, hãy reo hò vang dậy. Hỡi con gái Jerusalem, hãy nức lòng mừng rỡ. Đức Giê-hô-va đã cất bỏ án phạt khỏi người, Ngài dẹp sạch kẻ thù người. Vua của Israel là Đức Giê-hô-va ở giữa người, người sẽ không còn sợ tai ương nào nữa. Vào ngày ấy, người ta sẽ nói với Jerusalem: Hỡi Sion, đừng sợ, đừng để tay người bủn rủn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi, Ngài sẽ vui mừng hoan hỷ vì ngươi. Vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Và câu kinh thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Sophoni chương 3 câu 17: Vì ngươi, Chúa sẽ ca hát mừng rỡ. 17 tháng sau khi con trai đầu lòng chào đời, chúng tôi có thêm một bé gái. Tôi rất vui mừng khi có con gái, nhưng cũng hơi lo vì tôi chỉ biết chút ít về bé trai, còn chưa biết gì về bé gái. Chúng tôi đặt tên cháu là Sarah, và một trong những đặc quyền của tôi là được đung đưa cháu ngủ để vợ tôi nghỉ ngơi. Tôi không chắc tại sao, nhưng tôi bắt đầu cố gắng hát để ru cháu ngủ, và bài hát được chọn là Con là tia nắng của bố. Dù bế cháu trong tay hay đứng cạnh nôi của cháu, tôi thực sự đã hát vì cháu và yêu từng phút giây đó. Bây giờ cháu đã hơn 20 tuổi và tôi vẫn gọi cháu là tia nắng. Chúng ta thường nghĩ về những thiên sứ hát, nhưng lần gần đây nhất bạn nghĩ Chúa hát là khi nào? Thật vậy, Chúa đang hát. Và hơn nữa, lần cuối bạn nghĩ về việc Ngài hát vì bạn là khi nào? Sophoni nói rõ trong thông điệp của ông gửi đến Jerusalem: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vui mừng hoan hỷ vì ngươi, đến nỗi vì ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Mặc dù thông điệp này nói trực tiếp cho Jerusalem, nhưng có lẽ Chúa cũng hát vì chúng ta, những người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Ngài hát bài gì? Kinh Thánh không nói rõ về điều đó, nhưng bài hát đó xuất phát từ tình yêu của Ngài. Vì vậy, chúng ta có thể tin rằng bài hát đó thật chân thành và cao quý, công chính và thanh sạch, đáng yêu chuộng và đáng biểu dương. Bạn có cảm xúc gì khi nghĩ rằng Chúa đang hát vì bạn? Đó là điều khó tin hay đem đến sự khích lệ? Tại sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha nhân lành, ý nghĩ rằng Ngài sẽ vui mừng hát vì con thật sự đem đến cho con sự đảm bảo và an ủi. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hằng Ngày.